Khẩu trang diệt 99% virus corona do chính người Việt phát minh đã bán tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như Việt Nam hùng cường đã thông tin trước đó, ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ajonano, tờ báo công nghệ hàng đầu tại Anh, đưa tin về chiếc khẩu trang Wakamono, một phát minh mới đến từ Việt Nam. Đây là khẩu trang y tế diệt virus corona lên đến 99% đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ nano và đã được CE của châu Âu công nhận, cho phép ghi trên nhãn hộp đăng ký bảo hộ tại Mỹ. Đầu tháng 2 năm 2021, giữa lúc tâm điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, 10 triệu khẩu trang y tế của thương hiệu này xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Bồ Đào Nha, Úc. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, công ty cổ phần Wakamono đã tặng 100.000 chiếc khẩu trang Wakamono diệt virus corona 99% cho cán bộ công chức Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Với việc lây nhiễm chéo từ khu điều trị bệnh viện hoặc khu cách ly và việc lây nhiễm cao hơn khi biến chủng mới từ Ấn Độ và Anh xuất hiện tại Việt Nam. Việc nghiên cứu và sản xuất ra mặt hàng này, nhà sản xuất hy vọng góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe cho người dân, ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19. Công ty Wakamono, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, chuyên về nghiên cứu công nghệ và sản xuất các nguyên liệu nanobatech, với 11 sáng chế được bảo hộ 20 năm tại Mỹ. Canada đã ứng dụng công nghệ này để sản xuất khẩu trang. Các nhà khoa học tại Wakamono mất nhiều tháng để nghiên cứu ra hợp chất Bionano từ thiên nhiên, được đặt tên là GCD, để giúp tiêu diệt chủng Human Coronavirus và phủ thành công lên lớp vải có trong khẩu trang Wakamono. Những chiếc khẩu trang ra đời vào tháng 4 năm 2020 và công ty mất khoảng 6 tháng để thực hiện các kiểm nghiệm tại các phòng kiểm nghiệm trên thế giới. Loại khẩu trang này đã đạt được tiêu chuẩn cao nhất của Bộ Thử nghiệm ASTM F2100 Level 3 của Mỹ và N14683 Thai ER của châu Âu. Sản phẩm đạt chứng nhận của FDA Mỹ, CE châu Âu, TGA Australia và được xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Bồ Đầu Nha, Italia, Australia, New Zealand, Mỹ. Theo nhà sản xuất, sản phẩm có hai loại dành cho người lớn và trẻ em. Khẩu trang Wakamono được bán tại Việt Nam với mức giá bình quân thấp nhất so với mặt bằng chung thế giới với chất lượng tương đương. Nếu như một chiếc khẩu trang Wakamono được bán lẻ tại Mỹ với giá sấp xỉ 0,6 đô, khoảng 15.000 đồng một chiếc, thì ở Việt Nam chỉ 4.500 đồng một chiếc với chất lượng tương đương. Wakamono hiện được bán rộng rãi trên các trang thương mại điện tử, các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Với việc ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới Nanobiotech để sáng chế ra chiếc khẩu trang có khả năng diệt 99% một số virus, vi khuẩn trong đó có ncov wakamono được đánh giá cao vì việc khắc phục các yếu điểm của các khẩu trang thông thường khác theo ajonano khẩu trang tiêu chuẩn n 95 có thể lọc ra 95% hạt có kích thước sấp xỉ 0,3 micron tuy nhiên virus corona có kích thước sấp xỉ 0,05 đến 0,2 micron người dùng luôn được khuyến cáo rằng không nên chạm vào bề mặt khẩu trang để tránh nhiễm bẩn cho cả hai mặt các vi sinh vật gây bệnh bám dính hoặc mắc kẹt trên bề mặt khẩu trang vẫn còn sống và lây nhiễm. Theo nghiên cứu, coronavirus tồn tại đến 7 ngày trên khẩu trang dùng một lần. Các nhà khoa học tại Wakamono đã phát triển khẩu trang y tế với đặc tính kép, vừa có khả năng lọc các mầm bệnh có hại, vừa có khả năng tiêu diệt virus bằng lớp vải có phủ hợp chất Bionano diệt virus độc quyền do chính Wakamono sản xuất trong cấu trúc 4 lớp của khẩu trang. Nhìn bên ngoài, không khác loại khẩu trang y tế thông thường. Nhưng thực chất, khẩu trang Wakabono được bổ sung khả năng tiêu diệt các loại virus ngay khi tiếp xúc hoặc đi xuyên qua lớp vải dệt virus nano GCD của khẩu trang. Kết quả ở các phòng kiểm nghiệm uy tín tại Đức, Mỹ, Canada, Ấn Độ cho thấy lớp vải nano GCD trong khẩu trang Wakabono giúp tiêu diệt virus, trong đó có nCoV đến 99% ngay khi tiếp xúc trong vòng 30 giây. Khẩu trang này được CE của châu Âu công nhận và cho phép ghi trên nhãn hộp. Wakamono là loại khẩu trang đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt ncov. Do đó, sự phát triển này có thể hoạt động như một công cụ tiềm năng để chống lại đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đây là một sản phẩm công nghệ mới chưa từng có trên thế giới, 100% do người Việt phát minh ra và làm chủ công nghệ từ sản xuất nguyên liệu đến ra thành phẩm, sản xuất ngay tại Việt Nam và được đăng ký bảo hộ tại Mỹ. Điều phi thường ấy được Wakamono, công ty công nghệ thành lập năm 2010 tại Việt Nam làm được.